Mafia Toilet trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Hai tay tình cũng xuất hiện và chứng minh bức ảnh trong tập 66 là giả. Quân đoàn liên minh đã tìm ra căn cứ bí mật của Skibidi Toilet và còn rất nhiều bí ẩn xuất hiện trong tập 67 Skibidi Toilet. Xin chào các bạn, lại là Bơm đây. Đa Phúc Buôn trở lại lịch làm việc bình thường và cho đăng tải Skibidi Toilet 67 phần 1 chỉ sau 7 ngày. Tập phim có nhiều tình tiết ẩn được Đa Phúc Buôn cài cắm một cách tinh tế. Bạn có nhận ra anh chàng POV giờ đây đã chuyển thành Large Cameraman không? Nhân vật bí ẩn lại xuất hiện nè. Tại sao tên Polit Toilet ăn hai viên đạn của POV thì còn sống mà ăn một viên đạn của anh chàng này lại nổ tanh bệnh? Nụ cười mang rợ của tiến sĩ Skibidi và còn rất nhiều bí ẩn thú vị khác nữa đó. Vì vậy, hãy xem hết video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào nha. Còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai sting, uống bịch snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mở đầu video là cảnh ba anh chàng cameraman đang ngồi trên chiếc xe để di chuyển. Trên đường đi là la liệt xác những con Skibidi Toilet, ngoài kia thì khói lửa mịt mù. Điều đó chứng minh cuộc chiến này đã diễn ra một thời gian trước đó. Quay lại tập 66, bạn sẽ thấy máy bay của quân đoàn liên minh đang bay thẳng về trước và chính những anh lính trên chiếc máy bay này đã tạo ra cuộc chiến tại đây. Nghĩa là trận chiến trong tập 66 và tập 67 chỉ cách nhau vài giờ thôi. Minh chứng là bạn thấy trời vẫn còn tối. Câu hỏi đặt ra là tất cả nhân vật chính đều đã ở căn cứ của tập TV. Hiện tại quân lính của quân đoàn liên minh không có ai chỉ huy ở đây. Tại sao lại quyết định tấn công vào nơi này? Câu trả lời là sau khi hai tay tình trúng bẫy, quân đoàn liên minh đã quyết định tấn công vào khu vực Skibidi Toilet đang ở trên diện rộng. Họ rải quân khắp nơi để tìm kiếm và giải cứu hai tay tình. May mắn thay, những anh lính ở tập 67 đã tìm ra tay tình Cameraman và tay tình Speakerman. Dưới sự lãnh đạo của hai tay tình, họ quyết định tấn công vào nơi này. Và đó là lý do chúng ta thấy cảnh ở đầu phim. Khoan đã, bạn có nhìn thấy bốn chiếc bồn cầu không có đầu trên này không? Nó là cổng dịch chuyển tức thời để đội quân Skibidi Toilet có thể đi từ địa điểm này đến địa điểm ở tập 66. Trong căn nhà phía bên trái, tuy đang cháy, nhưng bảng điều khiển vẫn hoạt động. Bạn có biết đó là gì không? Đây là căn cứ bí mật của Skibidi Toilet và căn nhà đó là nơi để nghiên cứu và chế tạo vũ khí cho đội quân Skibidi Toilet đó các bạn. Tại sao Bùm dám khẳng định nơi này là căn cứ Skibidi Toilet? Thì hãy xem lại video phân tích về ảnh lít của Bùm vào hôm qua. Đa Phúc Bùm đã dùng một cách vô cùng kỳ lạ để đăng ảnh lít, đó chính là đưa lên web shop của mình, dafoodbun.shop. Trong ảnh lít ta thấy một hẻm núi lớn có ba cái bồn cầu dịch chuyển tức thời và một cổng chính ở giữa. Và đây chính là căn cứ bí mật của Skibidi Toilet. Nếu G-Man còn sống thì hắn đang được sửa chữa và nâng cấp tại đây. Việc xây dựng khu vực bên ngoài để nâng cấp cho Skibidi Toilet bình thường là do tiến sĩ Skibidi không muốn mấy con lính lọ biết được bí mật bên trong hẻm núi. Lỡ có tên nào phản bội giống hai thằng mặt thộm này và khai cho quân đoàn liên minh hoạt động bên trong sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Nhìn kìa, ánh sáng xanh quen thuộc và một bóng người xuất hiện. Đa Phúc Bùn lại một lần nữa đứng quan sát từ xa và rồi biến mất nhanh chóng. Cảnh quay tiếp theo, chiếc xe của quân đoàn liên minh bị hai tên Skibidi Toilet bắn rất nhiều viên đạn vào, nhưng chẳng ai bị thương cả. Cũng giống như anh chàng Speakerman trong tập 66, tất cả cameramen đã được nâng cấp để chịu đựng những viên đạn nhỏ, nên khi hai con Skibidi Toilet này bắn thì không hề ẩn gì. Và bạn nhìn kìa, cameraman POV cũng có hai khẩu súng cối giống như Large Cameraman ngồi phía trước và cả tên lửa đẩy anh dùng ở cuối video nữa. Vậy là POV lần này không phải là cameraman lõ nữa mà là anh chàng Large Cameraman. Đến cảnh này thì bạn đã biết vì sao tiến sĩ Skibidi Toilet nâng cấp súng võng lào cho con Police Toilet rồi đúng không? Chỉ có vũ khí kiểu này mới đủ khả năng xuyên thủng qua lính của quân đoàn liên minh. Sau khi Police Toilet bắn vào hai anh cameraman trên xe thì hắn cũng ăn trọn hai viên đạn pháo từ cameraman POV nhưng vẫn sống sót và bỏ chạy. Khung hình quay qua bên phải và ta thấy Đa Phúc Bùn lần thứ hai. Đúng là kỳ lạ, trong tập 66 khi nhân vật bí ẩn dịch chuyển từ vị trí ở xa đến vị trí gần sẽ giúp đỡ quân đoàn liên minh, nhưng lần này ở cả hai nơi anh đều chỉ đứng nhìn và quan sát. Chưa chắc nha, hãy nhìn cảnh này, bạn có thấy bảng điều khiển trên cánh cổng này không? Nó nhấp nháy lên một cái rồi biến mất. Giả thuyết của Bùm là nhân vật bí ẩn đã gửi mật khẩu cánh cổng cho quân đoàn liên minh, nhưng mà Đa Phúc Bùn lại một lần nữa mắc lỗi dựng video. Bùm xem đi xem lại từng khung hình vẫn không thể đọc được còn sổ đó là gì. Rất có thể khi đăng phiên bản short, Đa Phúc Bùn sẽ cải thiện lại và chúng ta sẽ đọc được con số đó. Cũng giống như chữ trên tấm biển của tập 66 chỉ đọc được ở phiên bản short. Ai mà biết được,
Tiếp tục thôi, các bạn có thắc mắc là tại sao Police Toilet ăn hai tên lửa ở cảnh đầu thì không sao, nhưng ăn một tên lửa của anh Large Cameraman này thì bể tan tành không? À, mãi đến tập này ta mới thấy được công dụng của tấm khiên phía trước Skibidi Toilet. Nó có thể chống lại đạn pháo. Cameraman POV đầu video đã bắn vào tấm khiên nên hắn sống sót. Còn viên đạn sau là bay thẳng vào đầu. Đây, bùm quay chậm lại và dừng khung hình cho các bạn thấy nhá. Vì vậy, đừng ai nói David Boone dựng phim không hợp lý nha. Nó vẫn logic lắm đó. Tiếp theo, từ trong màn khói đen, một cây súng bắn chất phóng xạ chĩa ra ngoài và hạ sát anh Large Cameraman. Chất này có khả năng ăn mòn và tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức. Nó từng được tên School Toilet sử dụng trong tập 55 và một tên khác sử dụng trong tập 64. Còn về vụ nổ là do quả lựu đạn trên cây súng nha các bạn, không phải từ chất phóng xạ đâu. Anh Cameraman POV đã nhanh chóng bắn hai viên đạn vào màn khói nhưng chẳng có tác dụng. Một tên Skibidi Toilet lù lù xuất hiện, thì ra là Mafia Toilet. Nếu bạn còn nhớ thì hắn đã xuất hiện trong tập 28, nhưng lần này Mafia được nâng cấp với nhiều vũ khí tối tân: súng bắn axit, cưa sắt, chân nhện, tên lửa đẩy phía sau. Khi hắn chĩa súng vào Cameraman POV thì đột nhiên một cái bồn cầu quăng thẳng vào phía hắn. Thì ra Titan Cameraman và Titan Speakerman vẫn còn sống. Rõ ràng tấm ảnh trong tập 66 là giả. Cảnh quay này cũng cho ta thấy độ hiếu chiến của các nhân vật chính trong tập Camera. Hết lần chơi Cameraman không bao giờ bỏ chạy, đến lượt Titan Cameraman. Dù bị thương nặng và biến thành Titan quá cục, nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu trên chiến trường. Còn về Titan Speakerman thì y như cũ, vẫn là thỏa mãn đam mê với môn thể thao mạo hiểm, vừa lướt sóng trên không, vừa dùng dao đâm kẻ địch. Nếu bùm là mấy con Skibidi Toilet biết bay, thì khi gặp Titan Speakerman sẽ đậu dưới đất, bay lên chi cho bị nhảy lên đầu. Sơ hở là lướt sóng, sơ hở là lướt sóng. Một con Giant Buzo Toilet bất ngờ tấn công Titan Cameraman từ bên phải, nhưng mà Titan Cameraman đã kịp né tránh, bắn một viên đạn vào đầu nó, gỡ một cây cưa sắt ra và gắn vào cánh tay khóa cục của mình. Tiếp tục quay tay để chuyển nhượng con Skibidi Toilet về đội cô hồn rằm tháng 7. Tên Mafia lợi dụng thời cơ tấn công bất ngờ từ phía sau Titan Cameraman, cắt một bên camera của anh và bắn axit vào bên còn lại. May mắn thay, Titan Cameraman không sao. Anh chụp hắn, ném ra và tán cho hắn một cái trời giáng. Nhìn cái mặt ngáo kêu con chó của Mafia Toilet nè. Mafia không chơi đá, đã chơi Mafia. Lại một viên đạn nữa của Titan Speakerman, thêm một tán nữa. Nó làm bùm nhớ đến cú vả trong tập 28. Chắc có thể khuôn mặt hắn dễ thương cù tè vô mê què nên Titan thích nận hắn. Nhưng lần nận này hơi mạnh tay nên Mafia bay thẳng về sau và nổ tung. Cảnh này cũng cho biết Titan Speakerman đã mất một vũ khí bên tay trái sau vụ nổ ở tập 65. Cameraman POV dùng tên lửa đẩy nhảy qua một bên. Và rồi tiến sĩ Skibidi xuất hiện trong làn khói đen. Lần này, biểu cảm khuôn mặt của hắn rất khác lạ. Mắt bên phải có màu đỏ khác thường và nụ cười mang rợ. À không phải, hắn cười ghê lắm. Bùm lầm tiếng chỉ giống được cỡ 99% thôi. Các bạn tự coi lại bản gốc để biết nha. Sau đó, Titan đã vô cùng tức giận khi thấy hắn, đặc biệt là Titan Cameraman. Anh giơ tay trái chỉ vào hắn và làm hành động kéo ngón tay cái qua cổ thể hiện: mày phải chết! Tay bên kia thì tiếp tục quay tay. Cảnh quay này làm cho chúng ta thật sự bối rối. Tại sao mắt tiến sĩ lại chuyển sang màu đỏ? Đây là tiến sĩ thật hay là tiến sĩ giả? Liệu hai Titan có thể đánh lại hắn không? Và Titan TV Man sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Tất cả sẽ được trả lời trong phần 2 của tập 67. Và chúng ta cùng đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like và đăng ký kênh Bùm nhé. Bye bye!